Cho các bạn hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về nguyên tắc hoạt động của một con PLC Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút bấm đấu vào cái chân X0 của con PLC Thì khi mà các bạn tác động vào nút bấm X0 Thì cuộn dây dơ le X0 của PLC sẽ tác động Khi mà dơ le tác động thì tiếp điểm thường mở của X0 sẽ được đóng lại nếu như các bạn có một đoạn chương trình PLC đó là tiếp điểm thường mở X0 nối nối tiếp với một cuộn dưa le Y0 thì khi X0 có tín hiệu thì dưa le Y0 hút. Ở phía ngoài chúng ta sẽ có một cái bóng đèn nối qua tiếp điểm thường mở của chân Y0. Thì khi mà Y0 đóng thì cái bóng đèn này sáng. Thì đây là một vòng chương trình của PLC đầu vào này, nó quét này, quét chương trình này và quét đến ngõ ra của PLC.